gì đều ân hận muộn rồi, ân hận được muộn rồi, ân hận nhiều nào, ân hận lúc nào cái sự ân hận nó trả dày vò mình, bất cứ một người nào mà ở hoàn cảnh của chúng đều ân hận hết, rất là ân hận, cực kỳ ân hận, ân hận dây dứt lòng nó thiêu nó đốt mình. Tức là nhiều lúc mà kể cả có những lúc mà khi mà mình gọi điện về nhà mình nói chuyện với gia đình thôi, tức là đến tháng là một tháng mình gọi chú được là 10 phút gọi điện về nói chuyện gia đình. Rồi có khi mình gọi điện nói chuyện gia đình mà nhiều lúc mà kiểu như do thời gian nó vội, nó gấp gáp, mà chẳng may là nói chuyện mà thì bên kia máy kia chỉ cần bị mất sóng chẳng hạn, hay là mình nói hai ba câu bên kia nghe thì mình cắt gọc một tí, bởi vì mình muốn gấp rút cái thời gian của mình, cắt gọc một tí thôi. Thì nó sau khi cúp máy đi xong cái mình lại ân hận. Ngày sau rồi nói chuyện gia đình nhiều thì mình nhìn lại cắt gọc xong cũng nhẹ nhàng đi một tí. Đấy, tức là từ các cái rất nhỏ, khi mà bị vào trong cái hoàn cảnh, cái môi trường đấy, con người ta là suy nghĩ hay phải suy nghĩ, hay là suy nghĩ trong đầu mình nữa, suy nghĩ về ngoài đời, suy nghĩ gia đình. Thì cái đấy nó là cái nó dày vò khủng khiếp, nó dày vò lắm cháu. Còn những ai đã ở trong hoàn cảnh chú rồi thì đều hiểu cái lời chú nói là thật, lời chú nói là thật. Chỉ các bạn trẻ, kể các bạn trẻ như cháu, nhiều lúc các bạn trẻ vào trong đấy thì có thể các bạn chỉ hung hăng được một thời gian thôi, sau đấy lúc đó cũng buồn, không ai ân hận, không ai không ân hận thì vẫn kịp cứu, thì đã để một phần nào trong đấy. Thế nên là đừng làm gì để ân hận, muộn rồi, ân hận được muộn rồi.